Xin chào các bạn và tôi là Ellie. Thật tốt khi được trở lại với một tập khác của Game 3. Đánh giá từ Game 3 hôm nay, tôi sẽ đánh giá một dự án thực sự thú vị trong các trò chơi mà tôi nghĩ các bạn chắc chắn sẽ thích nó. Đó là Hero City D, một trò chơi phòng thủ thác được tạo bởi CEC Studio. Nếu các bạn không quen với dự án, đừng quên kiểm tra đánh giá dự án của chúng tôi. Vì trò chơi này, tôi đã phân tích rất nhiều điều về dự án này. Không còn gì nữa, chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Vì vậy ngay bây giờ tôi đang ở giao diện trò chơi chính thức của Hero City và tôi nghĩ nó trông thực sự tuyệt vời. Đồ họa khá tốt cho một trò chơi di động. Bạn có thể kiểm tra trò chơi này ngay bây giờ trên PC và Android nếu bạn muốn chơi nó trên PC. Bạn chỉ cần tải xuống trình mô phỏng cho PC. Tôi đã từng không sử dụng cầu thủ nào để có trải nghiệm tốt nhất. Một điều tôi nên biết cho các bạn rằng tôi sẽ chỉ sử dụng các ký tự miễn phí trong trò chơi này để chơi như vậy. Các bạn có thể biết mình có thể kiếm được bao nhiêu từ việc nhân vật miễn phí, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thực sự ít, luôn tốt hơn nếu có thực thể của riêng bạn. Vì vậy ngay bây giờ ở sảnh chính, bạn có thể thấy đây là đội anh hùng miễn phí của tôi, có rất nhiều loại chúng. Và tôi cũng có thể nhấp vào đây để xem. Hàng của mỗi người trong số họ có hai ung lắc ở đây. Và hai người đánh nhau ở trên cùng hoặc bên phải. Bạn có thể xem các vòi trên bảng xếp hạng Nếu bạn leo lên cao hơn trên bảng xếp hạng, bạn có thể thực sự anh ấy đã làm lại ở chế độ HD. Và cả nhiệm vụ hàng ngày, voi để bạn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Và những điểm đã biết cảm ơn bạn. Đó chỉ là điều chính. Và nếu bạn muốn thay đổi các ký tự cho đội của bạn, bạn có thể nhấp vào các voi anh hùng ở đây và ở đó. Nó hiển thị tất cả các ký tự mà bạn có. Bạn biết đấy, hệ thống nhân vật ở đây thực sự đa dạng. Và bạn có thể biết có tới 10 lớp khác nhau. Đây là lớp học. Và cũng có tới 10 nguồn gốc khác nhau. Đây là nguồn gốc. Và mỗi vết nước chúng ta có một số thuộc tính khác nhau. Và bạn biết đấy, chúng ta có thể thấy rằng nếu chúng ta bỏ lỡ tất cả, chúng tôi có thể nhận được tối đa 100 nhân vật khác nhau trong một trò chơi. Thực sự rất đa dạng phải không? Bạn cũng có thể nhìn thấy những kẻ thù mục tiêu như thế này. Tôi bị treo ở đây, chúng tôi luôn tấn công kẻ thù phía như những kẻ thù dẫn đầu làn sóng. Tại sao nhiều người khác có thể có các mục tiêu khác nhau? Như tôi có Thanatosi ở đây, chúng tôi luôn tấn công những kẻ thù mạnh nhất. Và cũng là cái này chúng tôi tấn công kẻ yếu nhất. Mê mơ nhiều người khác chúng tôi ngẫu nhiên tấn công kẻ thù. Vì vậy nó thực sự quan trọng. Bởi vì bạn cần pha trộn đội hình của mình một cách hiệu quả. Bởi vì bạn có thể không muốn để cả đội chỉ tấn công ngẫu nhiên. Ngay sau đó chúng tôi bỏ lỡ một số kẻ thù quan trọng. Vì vậy chúng tôi quay lại hàng cân để bạn có thể xem nó. Có rất nhiều thuộc tính ở đây. Bởi vì hệ thống nhân vật ở đây thực sự đa dạng, làm cho nhân vật trong thành phố anh hùng trở nên vô cùng độc đáo. Bạn có thể nhấp vào nút này để xem nhân vật sẽ bắt đầu như thế nào, chuỗi sau khi lên cấp, và đặc biệt là ở cấp độ sao trong trận chiến. Có rất nhiều thiết bị trong thành phố anh hùng. Ngay bây giờ tôi không có bất kỳ ai trong số họ. Và cả căn phòng, để thêm một số bắt đầu và hiệu ứng đặc biệt. Và cuối cùng là kỹ năng của từng nhân vật. Bạn biết tôi có Hân Gân Kỳ. Anh ấy có một ân sủng cuối cùng, gây sát thương phép bằng 20% hình cân 80. Và cả hoán đổi Ugozan. Bạn có thể tưởng tượng chúng có tới 100 ký tự không? Và mỗi nhân vật có hai kỹ năng độc đáo. Bạn có thể thấy rằng hệ thống kỹ năng ở đây trông tài đa dạng. Nhóm thực sự giúp đầu tư nhiều thời gian để xây dựng hệ thống nhân vật ở đây. Vì vậy nếu bạn muốn nhân vật này là toàn bộ đội của bạn, bạn chỉ cần nhấp vào đây và nhấp vào chọn. Và bạn chỉ gói chúng thành bất kỳ anh hùng nào bạn muốn thay thế, vì vậy tôi liên hệ điều này. Bạn cũng có thể tạo tối đa 3 bộ anh hùng. Để bạn có những mục đích khác nhau. Hoặc bạn cho bất kỳ chiến lược nào khác là tùy thuộc vào bạn. Nhưng hãy nhớ vai trò của Catherine trong toàn đội. Bởi vì nó thực sự quan trọng, các bạn cần kiểm tra theo thứ tự để tạo sim tốt nhất. Và chúng ta có thể có những hiệu ứng niềm vui khi có nhân vật trong cùng một lớp. Vì vậy nguồn gốc như ở đây, chúng tôi có hai bức tường có thể làm lại 40% sức đề kháng ma thuật. Từ kẻ thù tất cả hai bơ dô lao có thể tăng sức khỏe tối đa 20% cho cả đội. Ngay bây giờ tôi nghĩ bạn đã hiểu rõ hơn về hệ thống nhân vật ở đây. Làm thế nào để chọn một si quát hiệu quả? Hãy vào ngay chiến trường. Có rất nhiều điều bạn có thể làm ngay tại đây.
Vì vậy ngay bây giờ chúng ta chỉ có thể tham gia vào trận chiến. BC Beginner và chế độ lạnh. Ở đây chúng tôi vượt qua tất cả những điều này trong video này. Nhóm cũng hứa với chúng tôi sẽ phát hành chế độ kênh và các giải đấu trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn cung cấp cho bạn một số kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta hãy vào ngay trận chiến. Chúng tôi tìm thấy các đối thủ. Vì vậy trong chế độ P2P này, trò chơi thực sự dễ dàng. Chỉ đơn giản là chờ những kẻ bắt giữ trên bàn và họ sẽ tự động tấn công bạn. Bạn cũng có thể tự do di chuyển nhân vật xung quanh. Các vị trí bắt giữ và nhiệm vụ cuối cùng cho bạn. Để bảo vệ tháp của bạn miễn là bạn có thể. Khi tháp người chơi khác bị phá hủy, bạn sẽ giành được một giá trị duy nhất. Khi có hai ký tự giống nhau, bạn cũng có thể đặt chúng ngắn hơn và tăng đến mức cơ phân của các nhân vật khác. Nhưng lời khuyên của tôi chỉ là đừng cố gắng tăng cấp độ vì vâng. Hai sao có thể mạnh hơn, nhưng hai kẻ bắt giữ ở một sao, họ không thể không bao giờ đánh bại hai người họ. Vì vậy tốt hơn là bạn nên giữ nhiều anh hùng nếu có thể, để tối đa hóa thiệt hại. Và chỉ khi lên cấp, khi bạn muốn thấy nhiều anh hùng mới nhưng không có đủ không gian, khi nào có đủ tiền, bạn cũng có thể tăng ký tự khác ở đây, để có thể làm tăng thiệt hại. Hãy để tôi tìm trận chiến này. Tôi nghĩ lối chơi này thực sự tuyệt vời. Nó chỉ là loại trò chơi chiến lược mà tôi yêu thích. Ồ không không. Ồ tôi thua. À. Tôi sẽ trả thù. Vâng, tôi thắng. Cánh này cảm thấy kỳ lạ, người đàn ông tốt. Và ngay bây giờ tôi nhận được Eagle Cơ mọi giá trị. Vậy hãy để tôi giải thích một chút. Vì vậy không còn người chơi nào có thể nhận được giá trị lớn trong các đại lý. Tiền xu và sau này bạn có thể, như bạn thấy, tiền xu để mua vật phẩm và cũng được sử dụng để nâng cấp anh hùng. Nhưng ngay bây giờ, nhóm chưa cập nhật tính năng này. Vì vậy chúng tôi sẽ phải đợi khi bạn giành chiến thắng trong các trận chiến B2B. Bạn có thể nhận được điểm và nó sẽ nhân lên với số lượng các yếu tố nhé. Vì vậy mỗi nhân vật có một yếu tố. Để tôi chỉ cho bạn thích từng nhân vật. Chúng tôi có nhân vật. Yếu tố ở đây giống như bạn có thể thấy ở đây. Giống như tôi có 5 ký tự. Mọi người là một. Vì vậy hãy nhân với số điểm của tôi từ chiến thắng. Tôi sẽ nhận được tổng cộng 10 đại lý. Như bạn thấy, nó chỉ dành cho những anh hùng không phải Infinity. Và bạn có thể kiếm được Gishi Uchi nếu có Infinity Hizoshi. Nhưng tiếc là chúng tôi không có nó ở đây. Vì vậy tiếp theo chúng ta có thể chuyển sang các chế độ đình đám. Trong chế độ này, bạn sẽ cộng tác với những người chơi khác. Để bảo vệ miệng cống khỏi nhiều kẻ thù. Một khả năng và số cách mà bạn và bạn bè của bạn có thể vượt qua số lượng tiền đại lý mà bạn có thể nhận được. Vì vậy tôi nghĩ đó là tất cả những gì bao gồm video này. Tôi thấy rằng thành phố anh hùng đã mang lại một sự hấp dẫn thực sự. Gameplay cho người dùng chơi. Tôi đã có một thời gian khá vui vẻ khi chơi trò chơi này một cách trung thực. Nhưng tôi nghĩ kiếm tiền miễn phí để chơi game thủ thực sự rất ít, và nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận, bạn có thể cân nhắc mua một số NFT trên thị trường. Đề xuất cho NFT để bạn có thể kết hợp các ký tự mới. Không có gì khi bạn áp dụng, vui lòng viết lại cẩn thận. Các bạn cảm thấy thế nào về trò chơi này? Để lại bình luận bên dưới. Và cũng đừng quên like và subscribe nếu bạn thích video này. Chúng ta sẽ có một số thực sự thú vị. Nội dung về chơi game. Tôi là Ellie từ Game 3 và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Tạm biệt.